Với trận tiếp theo. Vâng, Greg và cái gì? Greg Maxe bên kia là cái gì em? Baby và cái gì? Greg Baby, Greg Maxe. Kèo đấu cân chặt chặt. Vâng, bạn nào mà xem được mà vâng hiện tại đang có khán như bạn không xem được thì bạn nào mà xem được thì các bạn hãy chat trong chat cho tôi biết là có thể F5 lại là được. Vâng, cứ núi chat đi. Chat trong chat bảo mọi người F5 lại là được. Vâng, chúng ta quay trở lại với trận đấu này, trận đấu thứ hai trong trận thứ tư. Đây là Maxio nhà của U97. Vâng, vẫn đang đi dò thôi. Đây là loại Maxe mà nhiều khả năng U97 cần phải đánh thẳng cung A. Quả phụ có và thế bài có thể đi cung A nhưng mà nó hơi rộng một chút xíu. Quay trở lại với bài đánh chém. Truy mệnh. Nhà máy truy mệnh thi đấu rất khỏe. Nhà máy truy mệnh thi đấu rất khỏe. Vâng, liên tục là trận chém rất hay của truy mệnh. Đây rồi. Quả phụ cũng có dành cho chị mệnh. 23/24. Bên kia chỉ là Baby Greg thôi. Nhìn có vẻ bên họ có một cùng đấy, nhưng mà chỉ là cân nhau mà thôi. Maxe đồ nhà luôn là quân mà gây được rất nhiều sự đột biến ở trong cái map là 25 dân và ngừng xin dân. Bây giờ thì lùa thêm một bầy yêu nữa về cái BS cạnh bẫy vàng. Rồi, ok. Vâng, kích đời không phải là quá sớm với hai anh em dân của Greg. Và tất nhiên là định không phải là bài quá đẹp các bạn có thể nhìn thấy. Vẫn còn hai con hiêu nữa ở trong cái bầy hiêu này. Một con hiêu chạy rất xa. Bài của Greg không phải bài lên sớm nhưng mà cũng là bài ổn. U97 thì sao? Ồ, như vậy bên mình đánh hai chém. Hai chém trận này. Vâng, đây là một bài mà Maxi vâng lên cũng tạm được thôi. Vâng, BM xây nhanh lên nào. Xây được đây không? Ờ, được, may. Kích đời 14-10 với 23 dân Maxi. Còn chim ạ.
10-50 với hai nham dân Greg bên mình đều lên muộn. Bằng gỗ sao nhiều thế nhỉ? Xóa ruộng thôi. Gỗ nhiều thế này thì xóa ruộng thôi. Vâng, do của mùa 2 đã đến. Và mùa 2 là người cầm cái gì? Vâng, con ngựa giò của chị mình đã công giáp đầy đủ rồi. Và chơi con ngựa giò này của mùa 2. Bây giờ không biết thằng Baby có dám đánh công hay không. Vâng, ba cái e vậy rất khỏe. Ăn được con ngựa giò chưa? Còn một chút máu thôi. Một chém. Và BP. Rồi cuối cùng nó ăn được con giò của mùa 2. Không được, kín rồi. Không đi được trong đường này. Không đi được kìa chứ mệnh. Rồi, bắt đầu đi. Và đối đầu hình như là game thủ cầm baby thì phải. Đâu chứ mệnh hình như là game thủ cầm baby. Bằng hai chém Maxe sang đây luôn. Maxe có hai chém sang đây luôn. Đây giờ không, đây, vâng, baby, không, đây mới là nhà game thủ mùa 2. Vâng, mùa 2 là người cầm Greg và có một con y. Bắt đầu có những con y đến từ game thủ cầm Greg rồi. Và đang muốn one hit nhà của game thủ cầm Greg, sau đó đưa về thế 2 đánh 1. U97 tham 23. U97 đừng thiêu vào y đấy em ơi. Hở gỗ kìa. Vâng, bãi ruộng bị mất rồi. Thế khó. Thôi, nhường 2-0 trong series thứ 4 dành cho team Hà Nội. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo.